Ngày 31 tháng 12, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe tải và một xe máy khiến cô gái trẻ tử vong thương tâm. Thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ sáng cùng ngày, xe tải biển số 51C00209 chạy trên đường Trần Văn Dầu hướng từ đường Võ Trần Chí ra quốc lộ 1. Khi đến gần giao lộ Trần Văn Dầu đường số 2 khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, xe này tông trúng một xe tải nhỏ dừng đổ bên đường rồi cuốn một xe máy vào gầm. Tai nạn khiến cô gái ngồi sau xe máy bị bánh xe cán phải, tử vong tại chỗ. Nam thanh niên cầm lái may mắn thoát nạn. Chiếc xe tải sau đó tông gãy một cột sắt và chỉ dừng lại khi va trúng một gốc cây ven đường. Theo người dân, chiếc xe tải có dấu hiệu mất lái do tài xế ngủ gục vì giao lộ có đèn tín hiệu giao thông. Xe máy bị cuốn vào gầm di chuyển chậm. Tại hiện trường, chiếc xe tải dừng trên vỉa hè. Dưới gầm xe là thi thể cô gái và chiếc xe máy hư hỏng. Nam thanh niên cầm lái xe máy thất thần ngồi bên vệ đường, người ức sủng do té. Người thân của nạn nhân gần đó hay tin chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết. Riêng tài xế xe tải gây tai nạn đã rời khỏi khu vực. Công an quận Bình Tân sau đó có mặt phong tỏa, điều tiết giao thông và xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.